Cục bột này mọi người, nó hơi chảy nha, mọi người thấm giấy này. Đó, mọi người đặt lên nha, đặt lên giữ vài giây cho nó chảy bột vô cho nó tròn khóa này. Nhớ giữ vài giây nha anh chị em nè. Rồi nhả ra nè, đun hai bên này. Tém nhẹ thôi nha anh chị em, tém nhẹ thôi, chốc cái tay xuống cho nó chảy xuống dưới này, cho khỏi chảy qua hai bên khóa. Rồi nè, nghiêng tay. Nhớ nghiêng tay nha, nghiêng tay để cho mình sẽ để làm gì, để cho nó đủ bột. Đó, thấy không? Đậu vô đó không không? Gọn gàng chưa? Cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội vàng. Thấy không? Nó đẹp một con nội luôn thôi chứ. Nó có chảy gì đâu. Mọi người bỏ cái bột lên, mọi người bình tĩnh thôi, đừng có vút nhiều quá, đừng có vút liền. Cứ canh canh thôi. Dìu ra thôi. Dìu ra thôi. Thấy không? It's pretty color. Very pretty. Này các mọi người, này anh chị em thấy không? Này, thiếu chỗ nào không? Thiếu chỗ nào nối mình nha. Thiếu chỗ nào không? Đẹp nhất nách chưa? Đó, nó đắp màu nha. Này, nó chảy đúng không? Bột hơi chảy này, thấm lên giấy này. Chỉ vài giây nhả cọ. Đó này, để lên khóa được từ từ để nhả cọ liền nha. Nhả ra là nó chảy thành la luôn. Giữ này cho nó chảy lên tròn khóa này. Đó, rê cọ ra này. Đó. Canh chết hai bên này mọi người. Được chưa? Đó, thấy không anh chị em? Đó. Hết sức bình tĩnh nha anh chị em. Hết sức bình tĩnh nha. Chuyện gì còn có đó, thịt chó còn có lá mơ nha. Đó. Vét nó vô. Sao? Bây giờ anh chị em đẹp chưa? Cái này xíu mình dũa nó vô, tại vì mình ấy tiếp nó hơi bị dư ra đó mọi người. Cái món tiếp nó hơi bị dư ra.